trang trí theo cái kiểu văn hóa của nhiều nước đó cả nhà. Đây Trung Quốc nè, Thái Lan, tất cả các nước. Thúng lên trang trí hình đẹp. Cái này cũng hay lắm nè cô nè. Cái này đẹp nè, lật lật chụp cái này nè, lật lật. Lật chụp cái bắt cá. Rồi vậy là hết rồi đó cả nhà. Chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe nha, vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Chào. Chào đó, đồ rồng đó mà chào.